Xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với kênh Bất động sản Giá Tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một vị trí căn nhà siêu phẩm ô tô đỗ cửa, giá thì rất là hợp lý, chỉ 3 tỷ 150 triệu đồng thôi, và diện tích của căn nhà là 37m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng mọi người ạ. Mọi người có thể nhìn giúp em đường trước nhà đây, vô cùng rộng đây. Đó. Từ vị trí của cái căn nhà này mà đi ra chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2 nó chỉ rơi vào bản kia khánh tính khoảng tầm 500m quay đầu thôi. Và mọi người có thể nhìn thấy cái thiết kế vô cùng hiện đại của cái căn nhà này. Đấy. Thiết kế ở bên trong căn nhà thì hiện đại mà bên ngoài thì theo cái thời hướng là tân cổ điển. Mời mọi người theo Ngọc Ánh vào cụ thể tầng 1 của căn nhà xem tầng 1 thiết kế như thế nào. Với thiết kế của ngôi nhà là hai lớp cửa, thì lớp ngoài của ngôi nhà là cửa cuốn và bên trong là cửa kính cường lực. Đây, khu vực này Ngọc Ánh đang đứng đây là khu vực để ô tô đỗ ngày đêm trước cửa nhà mình. Nhà này có thể kinh doanh được, có thể mở văn phòng mọi người nhé. Đó. Giá chào bán thì 3 tỷ 150 triệu. Vị trí là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cách khu đô thị Đô Nghĩa khoảng tầm 500m, cách trường mầm non cấp 1, cấp 2 rất là gần. Mời mọi người theo em vào tầng 1 của căn nhà. Đây chính là khu vực tầng 1 của căn nhà. Như mọi người quan sát ở trên video thì với hiện trạng của căn nhà này là có thể chuyển đồ về ở rồi mọi người nha. Gạch lát nền kích thước là 60-60. Phần sơn, phần thiết bị vệ sinh, phần trần thạch cao đều đã được hoàn thiện xong 100% rồi. Pháp lý của ngôi nhà, sổ đỏ đầy đủ, chính chủ, giấy tờ hợp lệ, giấy phép xây dựng từng căn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Đặc biệt với cái ngôi nhà này thì hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 70% giá trị nhà nha mọi người. Nếu như mọi người muốn quan tâm về phần ngân hàng thì vui lòng liên hệ nhanh và sớm với em Ánh nha. Đây chính là cái gian phòng bếp của ngôi nhà. Như mọi người nhìn thấy ạ. Đấy. Tủ bếp thiết kế hai màu, màu trắng và màu gỗ, rất là hợp lý. Phụ kiện bếp thì cũng đã được hoàn thiện đầy đủ với những cái phụ kiện inox 304. Đó. Đây, kính ốp bếp Minh Long. Hệ thống đèn LED và trần thạch cao được thiết kế theo kiểu âm trần mọi người ạ. Toàn bộ hệ thống đèn LED của ngôi nhà là chiếu sáng, là tiết kiệm điện. Với cái ngôi nhà này thì hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được hoàn thiện đầy đủ. Nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội mọi người nhé. Đây, tay vịn cầu thang cũng như là cổ trụ cầu thang toàn bộ là được thiết kế là gỗ lim. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy rất là chắc chắn. Mặt bậc của bậc cầu thang là được ốp đá đen trắng granite nha mọi người. Mời quý khách hàng theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng 2, khám phá tầng 2 của ngôi nhà xem tầng 2 thiết kế như thế nào nhá. Bước lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà, mọi người có thể nhìn thấy ở đây có một cái phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở trên tầng 2 đầy đủ về hệ thống bồn cầu, lavabo. Đấy. Gạch ốp 30-60 lên trên tới tận trần của ngôi nhà mọi người nha. Cửa nhà vệ sinh là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đấy, hệ thống điện nước đầy đủ rồi. Tầng 2 của ngôi nhà được lát sàn gỗ nha quý khách hàng. Sàn gỗ công nghiệp, màu rất là đẹp. Và tầng 2 của căn nhà này thiết kế rất là hiện đại. Thiết kế phòng khách ở trên tầng 2 mọi người ạ. Tầng 1 thì quý khách hàng có thể kinh doanh hoặc có thể để ô tô, để xe máy ở phía dưới tầng 1. Ở tầng 1 thì là để được cả phòng bếp. Còn ở trên tầng 2 là phòng khách. Đó, có ban công giả hướng ra phía bên ngoài và cửa mở ra rất là thoáng. Hướng nhà của cái ngôi nhà này là hướng Tây Nam nha mọi người. Tây Nam ạ. Giá bán thì 3 tỷ 15 rất phù hợp với cái vị trí của cái căn nhà này. Phải nói là siêu phẩm của khu vực này luôn mọi người ơi. Toàn bộ ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà, về trần thạch cao, hệ thống đèn LED, phần sơn đều đã được hoàn thiện xong hết rồi. Như Ngọc Ánh nói ngay từ ban đầu thì ngôi nhà này chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Chủ đầu tư với cái giá bán 3 tỷ 150 triệu đồng thì đã bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng mọi người nhé. Đây ạ, phía ngăn cách của khu vực cầu thang và phía phòng khách ở đây được thiết kế bởi một vách gỗ CNC rất là đẹp mắt và cũng rất là tinh tế, có thể là thay thế bằng một cái kệ trang trí và để đồ, bình hoa, rượu rất là đẹp.
Và với vị trí lô góc này thì mọi người có thể nhìn thấy luôn là có cửa sổ hướng ra phía bên hông này, rất là thoáng, mặt trước, mặt sau. Đó. Đây, ở phía trên tầng 2 này thì lại thiết kế cầu thang giữa mọi người nha. Ở phía dưới của căn nhà thì cầu thang ở phần góc. Và ở phần tầng 2 thì là được thiết kế cầu thang giữa. Để chia lên trên phía tầng 3 thiết kế như thế nào thì mời mọi người tiếp tục theo dõi video cùng em. Chia cầu thang lên từ tầng 2 lên tầng 3 là có mục đích cả. Bởi vì sao ạ? Mục đích ở đây là chủ đầu tư thiết kế một tầng hai phòng và nhà vệ sinh ở giữa. Cửa sổ hướng ra bên hông này vô cùng thoáng, vô cùng mát luôn. Những cái cửa sổ này bởi vì mở ra ngõ bên cạnh là đường đi cho nên nó là thoáng vĩnh viễn nha quý khách hàng. Mời người theo em vào căn phòng ngủ thứ nhất của ngôi nhà này. Trong cái căn phòng ngủ này mọi người có thể nhìn thấy này, có cửa sổ hướng ra phía mặt ngõ luôn mọi người ạ. Và ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều đã được chủ đầu tư hoàn thiện đầy đủ. Cửa của cái cửa sổ này cũng được thiết kế là hai lớp. Lớp ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và lớp bên trong là cửa inox nha mọi người. Đó. Trên tầng 3 của ngôi nhà cũng được lát sàn gỗ. Trần thạch cao, đèn led chiếu sáng đầy đủ. Cửa thông phòng của ngôi nhà toàn bộ chất liệu đều được là gỗ lim. Đây mọi người ạ. Màu rất là đẹp và hài hòa đúng không ạ? Cửa thì rất là rộng. Tiếp theo, đây chính là phía căn phòng ngủ tầng 3 thứ 2. Đó. Phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng vào trong ngôi nhà, phòng nào mở cửa ra cũng thoáng và rất rất là mát nha mọi người. Đó. Và phòng nào cũng được thiết kế rất là chi tiết tỉ mỉ những cái ví dụ như ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa. Phòng này cũng được thiết kế trần thạch cao theo kiểu giật cấp và hệ thống đèn led âm trần tiết kiệm điện. Cửa thông phòng đây mọi người nha. Và ở phía tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế gồm một phòng vệ sinh nữa ạ. Lên trên tới tầng 3 là đã có 3 phòng vệ sinh rồi quý khách hàng nhé. Đây nhà vệ sinh tầng 3 đây, đầy đủ hệ thống sen cây nóng lạnh này, bồn cầu này, lavabo này, gương tắm, đầy đủ tất cả mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Vậy thì không biết là trên tầng 4 thiết kế như thế nào, quý khách hàng có đoán được không ạ? Mọi người theo em lên tầng 4 nhé. Và đây là câu trả lời cho cái căn tầng 4 mọi người ạ. Thiết kế tầng 4 và tầng 3 là như nhau. Gồm có 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Vậy thì bước chân lên tới tầng 4 là đã có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh rồi nha mọi người. Phòng ngủ ở trên tầng 4 này tương tự như tầng 3 thôi. Cũng được lát sàn gỗ, cửa sổ mở ra bên ngoài. Nói chung là tầng 3 và tầng 4 được thiết kế y hệt nhau mọi người nha. Diện tích của cái căn nhà này là 37m mà chia cho 2 phòng ngủ. Thì bởi vậy cho nên mọi người có thể nhìn thấy giúp em là cái căn phòng ngủ này cũng rất là rộng, nó rơi vào khoảng tầm 15m mọi người nha. Được lát sàn gỗ và phía ở bên ngoài hành lang thì là được lát gạch mọi người ạ. Gạch gỗ và bên trong là sàn gỗ. Cửa thông phòng toàn bộ được thiết kế là cửa gỗ lim. Và đây chính là căn phòng ngủ cuối cùng của ngôi nhà này, 4 phòng ngủ rồi mọi người ạ. Rất là rộng. Với căn phòng ngủ này thì nó nhỏ hơn một chút so với căn bên trong. Căn phòng ngủ này thì nó khoảng tầm 9 đến 10 mét vuông thôi. Cái cửa này mở ra phía bên ngoài này rất rất là thoáng nha mọi người. Đó. Rất là thoáng. Phòng nào cũng được thiết kế chi tiết đầy đủ về ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa. Cuối cùng, mời mọi người theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng 5 để đúc kết lại xem ngôi nhà này với cái giá thành 3 tỷ 150 triệu. Vị trí như thế, đường ngõ như thế, ô tô vào nhà như thế có xứng đáng hay không nha? Mời mọi người theo em. Đây chính là tầng 5 của ngôi nhà nha mọi người. Phải nói là quá đẹp với cái ngôi nhà, vị trí quá là xuất sắc và bản thân Ngọc Ánh cũng rất là ưng ý với cái căn nhà này. Bước lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà có một cái giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang mọi người ạ. Có thiết kế phòng thờ ở đây.
Mọi người có thể nhìn thấy một cái phòng thờ nhỏ xinh được lát gạch gỗ 60-60, cảm giác rất là ấm cúng, riêng biệt một phòng thờ. Tuy nhiên phòng thờ này có cửa hướng ra phía bên ngoài, rất là thoáng. Phần này ngoài này em sẽ nói sau cho mọi người nha. Bên phần này của ngôi nhà đây chính là khu vực sân phơi, quá là rộng luôn. Quý khách hàng nào mà có thích trồng hoa yêu cây thì đây là một cái căn nhà xuất sắc để mọi người có thể tận dụng trồng được những cái bông hoa yêu thích, những cái loài hoa của mình. Bởi vì sao? Cái không khí cũng như là cái ánh sáng quá là tự nhiên vào đây. Và trong vị trí của cái căn nhà này, đây là khu vực để máy giặt ạ. Đó. Phần khu vực sân phơi này được chủ đầu tư lát gạch sỏi kích thước là 50-50, màu thì rất là đẹp và trang nhã. Phần đặc biệt của cái tầng 5, mời mọi người theo em xem phần đặc biệt của tầng 5 xem có cái gì nào. Đây chính là phần đặc biệt mà ngoài cái phần để xe ô tô đỗ cửa ngày đêm thì cái khu vực này là Ngọc Ánh yêu thích nhất. Bởi vì sao ạ? Rất là mát đây, mọi người có thể nhìn thấy tóc em đang bay này. Đó. Đấy. Đây phải được gọi là phần ban công, hoặc là mọi người có thể như thế này này. Có thể kê một bộ bàn ghế, bàn trà ở đây để buổi tối có thể lên tận hưởng được cái không khí trong lành của khu vực này. Rất là thoáng, rất là yên tĩnh. Vậy thì khi mà sau khi xem video này, quý khách hàng đang quan tâm về cái căn nhà ô tô vào nhà hoặc đỗ cửa ngày đêm thì vui lòng bốc máy gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em nhớ bấm vào like để ủng hộ cho Ngọc Ánh, cũng như là nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.